Bạn có thể vấp ngã, có thể thất bại, có thể nản lòng, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Cuộc đời này ngắn lắm, cứ dám nghĩ to, ước lớn, không ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả. Mọi thứ bạn mong muốn nằm ở phía bên kia của sự sợ hãi. Một gia đình hạnh phúc hay không, không phụ thuộc vào việc ngôi nhà họ ở to tới cỡ nào, mà là tình yêu ở trong đó ra sao. Một người bạn thực sự luôn chấp nhận việc bạn là ai, nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ bạn trở thành một người tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ không theo kế hoạch. Nếu bạn vấp ngã, cứ đứng lên. Nếu bạn sẩy chân, giữ thăng bằng lại, đừng bỏ cuộc. Ngừng chờ đợi ngày cuối tuần, chờ kỳ nghỉ hè, chờ ai đó phải lòng bạn. Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bạn thôi đứng yên tại chỗ và bắt tay biến mọi khoảnh khắc bạn mong muốn thành sự thực. Không ai bận rộn đến mức không làm được việc này, việc kia. Đây chỉ là vấn đề mang tính ưu tiên. Tự hỏi xem hôm nay mình đã làm được gì là cách khiến bạn trở nên gần hơn với mục tiêu bạn mong muốn vào ngày mai. Đôi khi, cuộc sống là dám liều lĩnh theo đuổi những giấc mơ không ai thấy, ngoại trừ chính bạn. Có đôi khi, bạn cần giữ khoảng cách với mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ nhận ra. Nếu họ không, bạn phải hiểu được vị trí của mình nằm ở đâu. Thời điểm quyết định xem bạn sẽ gặp ai trong cuộc đời, trái tim quyết định ai là người bạn muốn giữ lại và hành động của bạn quyết định xem ai sẽ là người lưu lại mãi mãi. Trưởng thành là một quá trình đau đớn, thay đổi cũng vậy, nhưng không gì đau đớn hơn việc mắc kẹt ở một nơi bạn không thuộc về. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được công nhận, xứng đáng được yêu thương, chỉ cần nhớ điều đó thôi.